nhau chơi 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 chị coi trước rồi. Chị hãy chú ý xem anh em sẽ có thế nào nhé. Chúng ta sẽ lấy tưới nước và tưới những bạn em bông hoa có bông bông. Những bông bông bên trong có hình bị tưới nước thì sẽ tưới nước. Còn đến những bông bông bên trong có hình một cái bình màu nâu nâu thì sẽ có phần bông hoa đó. Một bông hoa chỉ được 20 điểm. Nếu như bạn đặt tiền thì tưới nước và tắt bông hoa may mắn thì cộng thêm 200 điểm. Bắt đầu đi theo chị đó, chị bắt đầu đi chị. Lấy tay để lấy bình nước đi chị, thấp tay xuống. Thấp xuống nữa, cái bên tay trái một chút. Cái bên tay trái một chút rồi, bắt đầu tưới nước đi ạ. Chị sang bên này ạ. Trên bên tay phải cũng có, tay trái cũng có nè, chị hãy nhìn cả màn hình ạ. Rồi, chạy lên một chút xíu nữa. Chưa có điểm nào cả. Bên tay phải có hai khung hoa cần tưới nước thì chị nhanh lên nào, nhanh lên nào. Đúng rồi, được 5 điểm rồi. Được 5 điểm rồi, bên tay trái cũng có đó nè. Nhưng lên nào, còn 27 giây nữa thôi, được 5 điểm mà. Nếu có cái làm bát cơm, mình sẽ chọn 1 trong 2. Sau đó là mình sẽ dùng điểm tình tí nước của chúng ta. Tuy nhiên mà tưới nước xong rồi thì chúng ta sẽ bón phân cho chị đàn. Lấy hạt bình tưới nước xuống và cầm hộp phân bón lên, ta cùng bón phân cho bông hoa của chúng ta. 30 điểm rồi, bây giờ cuối cùng 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bây giờ về sau phần thi của mình chỉ cần 30 điểm để giúp phần thi. Mình lấy tưới nước của mình. Rồi đã bình tưới nước rồi, di chuyển sang bên trái, di chuyển sang bên phải. Đúng rồi, bây giờ nhanh lên nào. Rồi, những bông hoa có hình icon xuất hiện, có hình icon có bình bóng phân thì chúng ta đặt vào đó. Rồi, đúng rồi, bên kia tưới nước kìa. 20 cộng, chúng ta đã được hoa. Wow, quý vị thân mến, quý vị đang xin được tuyệt vời cho xin mời nhìn xem chúng mình sân khấu ạ. Thực hiện rất là xuất sắc ạ. Dạ không, mà mỗi lần thì được cầm một túi rồi. 470, 475 rồi. 60 giây ạ. Anh nhận sẽ chơi trước và anh coi thử ạ. Mình đang thực hiện game rất là tốt. Dạ 60 giây. Rồi. 60 giây ạ. Bây giờ là nếu như mà một bông hoa nở thì sẽ cộng 20 điểm. Nếu như bạn tưới nước vào cho bông hoa nở thì cộng 20 điểm. Hãy cố gắng vượt qua là 700, 900, 900 lên mắt. Rồi, cái chơi của anh rồi ạ. Rồi, cố gắng lên tưới nước lên. Cầm tưới nước lên, cầm tay trái một chút xíu nữa. Những bông hoa cần tưới trước thôi, nhưng mà nó không cần tưới nước, cần bón phân thì chúng ta sẽ bón phân cho nó. Nhanh lên ạ. Rồi bây giờ những bông hoa cần tưới nước thì đã 15 điểm rồi. Nhanh lên nào, bên tay phải, bên tay trái, đúng rồi. Em thấy rất là nhiều bông hoa cần bón phân, càng mình cầm bình tưới nước và thì bình bón phân nó sẽ rất là buồn luôn á. Được 15 điểm rồi, còn 29 giây cuối cùng. Nhanh lên nào, đúng rồi, tưới nước tiếp. Số điểm của mình là 20 điểm thôi à, có 20 điểm thôi, còn 21 giây nữa. Cố lên, cố lên.